Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5 trang 144-145 phần luyện tập chung nha. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Câu số 1. Quãng đường AB dài 180 km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 54 km/h. Cùng lúc đó, một xe máy đi từ B đến A với vận tốc là 36 km/h. Người ta hỏi là kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ thì ô tô xe máy gặp nhau. Như vậy ở đây người ta cho quãng đường AB là 180 km, vận tốc ô tô là 54 km/h, vận tốc xe máy sẽ là 36 km/h. Ta hỏi là sau mấy giờ ô tô và xe máy gặp nhau. Như vậy mình có quãng đường, vận tốc ô tô, vận tốc xe máy. Trước hết mình sẽ tính tổng vận tốc của ô tô xe máy. Có nghĩa là sau mỗi giờ cả ô tô và xe máy đi được quãng đường là. Như vậy ở đây sau mỗi giờ quãng đường đi được chính là vận tốc nhé. Đúng không nào? Như vậy là dạy thứ nhất là sau mỗi giờ cả ô tô và xe máy đi được quãng đường là. Có nghĩa là mình sẽ lấy vận tốc của ô tô cộng vận tốc xe máy. Thì sẽ ra tổng vận tốc của ô tô và xe máy đúng không? Chính là quãng đường đi được sau mỗi giờ của cả ô tô và xe máy. Do mình có quãng đường, mình có vận tốc, mình sẽ tính được thời gian đúng không? Như vậy là giải thứ hai sẽ là thời gian đi của ô tô gặp xe máy là. Muốn tính thời gian, mình sẽ lấy quãng đường chia vận tốc là ra kết quả cuối cùng đúng không? 180 chia 90 thì bằng 2. Đơn vị sẽ là giờ đúng không? Quãng đường đơn vị km thì thời gian sẽ là giờ đúng không? Như vậy mình sẽ dựa vào cái hướng dẫn này, mình sẽ làm tương tự câu B luôn nha. Giờ câu B. Quãng đường AB dài 276 km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc nha. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 42 km/h. Một xe đi từ B đến A, có nghĩa là đi ngược trở lại đúng không? Một ô tô thì đi từ A đến B, còn một ô tô còn lại thì đi B tới A, hai xe ngược chiều nhau đúng không? Và xe đi từ B mà sẽ vận tốc là 50 km/h. Hỏi là kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ thì hai xe ô tô gặp nhau. Như vậy cũng tương tự con em mình sẽ có quãng đường. Bây giờ mình sẽ tính tổng vận tốc của hai xe ô tô. Có nghĩa là sau mỗi giờ cả hai ô tô đi được quãng đường là có quãng đường, có vận tốc, mình sẽ tính được thời gian đúng không? Giờ câu B này, câu 1B này các em có thể tạm dừng video làm thử trước câu 1B. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ tương tự câu A, mình cũng làm lời giải tương tự ha. Như vậy mình sửa lại một chút, mình nói là sao mỗi giờ cả hai ô tô đi được quãng đường là đúng không nè. Như vậy mình sẽ lấy vận tốc của ô tô thứ nhất đi từ A đến B là 42 km/h, cộng cho vận tốc ô tô thứ hai đi ngược chiều từ B đến A là 50 km/h đúng không? Giờ 42 cộng 50 thì bằng bao nhiêu? Bằng 92 đúng không? 2 cộng 0 là 2, 4 cộng 5 là 9, như vậy là 92 km đúng không nào? Mỗi giờ đi được 92 km. Rồi sau đó mình sẽ tính thời gian đúng không? Giờ tương tự câu trên, thời gian đi để hai xe ô tô gặp nhau là. Để hai ô tô gặp nhau là 2. Giờ như vậy mình sẽ lấy quãng đường chia cho vận tốc. 276 chia cho 92 đúng không? Giờ mình sẽ lấy giấy nhép cho mình tính xem bằng bao nhiêu nè.
Như vậy ở đây sẽ bằng 3 đúng không? Mình nhẩm sẽ được bằng 3 này. Đúng không? 3 nhân 2 là 6. 9 nhân 3 nhân 9 là 27, như là 276 đúng không? Thời gian sẽ là giờ đúng không? Quãng đường km, vận tốc km trên giờ thì thời gian sẽ là giờ. Giờ đáp số. Chính là 3 giờ nha. Giờ như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 bên này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2 luôn nha. Giờ tiếp theo câu số 2. Một cano đi từ A đến B với vận tốc là 12 km/h. Cano khởi hành lúc 7 giờ 30 phút, đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB. Như vậy ở đây người ta cho vận tốc đúng không? Cano khởi hành lúc 7 giờ 30 đến B lúc 11 giờ 15 phút. Như vậy trước hết mình sẽ tính thời gian đi của cano bằng cách lấy 11 giờ 15 phút trừ cho 7 giờ 30 phút đúng không nè. Có vận tốc, có thời gian mình sẽ tính được quãng đường AB. Quãng đường thì bằng vận tốc nhân cho thời gian đúng không nè. Giờ câu số 2 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 2. Sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ như vậy là trước hết mình sẽ tính thời gian. Thời gian cano đi từ A đến B đúng không nào? Giờ như vậy mình sẽ lấy 11 giờ 15 phút trừ cho 7 giờ 30 phút. Giờ như vậy mình sẽ lấy giờ trừ mình có thể lấy giờ trừ giờ chứ. Phút trừ phút, nhưng mình thấy ở đây là 15 nhỏ hơn 30 trừ không được nha. Bây giờ trước hết mình sẽ đổi cái 11 giờ 15 phút này thành 10 giờ đúng không này? Bớt 1 giờ. Giờ 1 giờ đó mình sẽ đổi vào phút. Như vậy là một mình sẽ lấy 1 giờ bên đây. Đổi vào phút thì sẽ bằng 60. 60 cộng 15 là 75 phút đúng không này? Như vậy là 11 giờ 15 phút đổi thành 10 giờ 75 phút. Rồi sau đó mình sẽ trừ cho 7 giờ 30 phút. Giờ lúc này mình sẽ lấy giờ trừ giờ phút trừ phút. 7 giờ, 10 giờ trừ 7 giờ khi 3 bằng 3 giờ đúng không? 75 phút trừ cho 30 phút thì còn lại là 45 phút đúng không? 5 trừ 0 là 5 này. 7 trừ 3 bằng 4 thì là 45 phút. Giờ như vậy là cái bước tính trung gian này thì mình có thể tính qua nhét nhé. Mình sẽ lấy kết quả thôi. Mình sẽ xóa cái đoạn trung gian này đi. Mình chỉ lấy là kết quả là 3 giờ 45 phút đúng không nè. Giờ bây giờ mình sẽ đổi qua giờ luôn nha. 45 phút mình sẽ đổi qua giờ luôn. Bằng cách chia cho 60. Phút đổi qua giờ thì chia 60 đúng không nè. 45 mà chia 60 thì bằng là 0,75. Cộng với 3 nữa là bằng 3,75 giờ đúng không nè. Giờ sao có mình có thời gian, có vận tốc, mình sẽ tính được quãng đường AB đúng không nè. Giờ độ dài quãng đường AB là, giờ mình nhớ là muốn tính quãng đường thì mình sẽ lấy vận tốc nhân cho thời gian. Vận tốc là 12 nhân cho thời gian là 3,75 đúng không? Giờ chỗ này mình phải lấy giấy nháp cho mình tính thôi. Giờ như vậy là 12 nhân cho 3,75, các em tính nháp xem bằng bao nhiêu nè. Bằng 45 đúng không? Giờ như vậy kết quả là 45. Đơn vị là gì? Vận tốc là km trên giờ.
thời gian là giờ, hay quãng đường chính là km đúng không nè? Giờ đáp số thôi, chính là 45 km. Giờ như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ quay tiếp câu số 3 luôn nha. Giờ tiếp theo câu số 3. Một con ngựa chạy đua trên quãng đường 12 km, hết 20 phút. Tính vận tốc con ngựa đó với đơn vị đo là mét trên phút. Như vậy người ta cho mình quãng đường là 15 km đúng không nè. Thời gian là 20 phút. Mình cần tính vận tốc, nhưng mà với đơn vị đo là mét trên phút. Bây giờ trước hết mình sẽ đổi km qua mét. Km đổi qua mét thì nhân cho 1.000 đúng không nè. Giờ sau đó mình thực hiện phép phép chia đúng không nè. Muốn tính vận tốc mình sẽ lấy quãng đường chia cho thời gian là ra kết quả đúng không nè. Giờ câu số 3 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 3, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ mình sẽ đổi 15 km này qua mét. Đổi km qua mét thì nhân cho 1.000 đúng không nè. 15 nhân 1.000 thì bằng 15.000 mét đúng không nè. Rồi sau đó mình sẽ tính vận tốc. Người ta kêu mình tính vận tốc của con ngựa đó thì mình trả lời là vận tốc của con ngựa đó với đơn vị đo mét trên phút là, hoặc là mình viết tắt là vận tốc của con ngựa đó là cũng được đúng không nè. Giờ muốn tính vận tốc mình sẽ lấy quãng đường chia thời gian. Mình sẽ lấy 15.000 chia cho 20 đúng không nào? Giờ mình sẽ lấy giấy nháp như mình tính. Đúng không nào? 15.000 chia cho 20 bằng bao nhiêu nè? Các em tính thử xem. Bằng 750 đúng không nào? Giờ đơn vị sẽ là mét trên phút nha. Giờ đáp số chính là 750 mét trên phút. Giờ như vậy mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 này có em nào có kết quả giống như thầy, để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4 nha. Giờ tiếp theo là câu số 4. Hai thành phố A và B cách nhau 135 km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc là 42 km/h. Hỏi sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút, xe máy còn cách B bao nhiêu km? Như vậy ở đây người ta cho mình là quãng đường AB là 135 km. Vận tốc của xe máy là 42 km/h. Người ta hỏi là sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút thì xe máy cách B bao nhiêu km. Như vậy mình sẽ có vận tốc, mình có thời gian đúng không nè. Mình sẽ tính quãng đường mà xe máy đã đi trong 2 giờ 30 phút. Mình thấy là 2 giờ 30 phút mình phải đổi qua giờ nha. Như vậy mình thấy là được, quãng đường sẽ là km, vận tốc km/h, khi thời gian phải là giờ đúng không nè. Giờ sau khi mình tính quãng đường đã đi thì mình sẽ tính được là xe máy còn cách B bao nhiêu km đúng nè. Giờ câu số 4 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước câu số 4, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ như vậy mình sẽ đổi 2 giờ 30 phút này qua giờ trước nha. Như vậy 30 phút đổi qua giờ là chia 60 đúng không? 30 chia 60 thì bằng 0,5, cộng 2 nữa là 2,5.
Dạ, ở đây sẽ là 2,5 giờ. Giờ sau đó mình sẽ tính quãng đường mà xe máy đã đi được, đúng không nào? Giờ mình sẽ qua tính quãng đường xe máy đã đi sau 2 giờ 30 phút. Hoặc là mình cũng có thể là sau 2 giờ 30 phút xe máy cách A một khoảng là cũng được, đúng không nào? Có nhiều cách đặt lời giải nha. Quãng đường xe máy đã đi sau 2 giờ 30 phút là như vậy, mình sẽ lấy vận tốc nhân cho thời gian là giờ quãng đường, đúng không nào? 42 nhân cho 2,5. Giờ mình sẽ lấy giấy nháp cho mình tính thôi. 42 nhân cho 2,5 sẽ bằng bao nhiêu nè? 105 đúng không nào? Km, quãng đường là km nhé. Giờ bây giờ mình sẽ người ta hỏi là sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu km? Như vậy mình trả lời là sau 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B một khoảng là, đúng không nào? Giờ sau 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B một khoảng là mình sẽ lấy 135 km, đây là quãng đường AB, trừ đi cái quãng đường đã đi, đúng không? Đã đi 105 giờ ở đây sẽ bằng 30, đúng không? 5 trừ 5 hết nè, 3 trừ 0 bằng 3, 1 trừ 1 hết, như vậy là 30 km, đúng không này? Giờ đáp số chính là 30 km. Giờ như vậy mình xong câu số 4. Giờ câu số 4 này có em nào có kết quả giống không? Để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nhé. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong toán lớp 5 trang 144, 145 phần luyện tập trung nhé. Giờ nếu các em thấy thầy giảng dễ hiểu bằng nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Mình sẽ chia sẻ với bạn bè cùng lớp, bạn bè hàng xóm với mình nhé, bà con của mình nhé. Rồi, càng nhiều sẽ bạn xem càng tốt nhé. Giờ thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.